Nếu mà để đứng top đầu về trí thông minh, các loài linh trưởng mới thực sự là những ứng cử viên sáng giá nhất. Trong số đó thì không thể nào không kể đến trường hợp đặc biệt của tinh tinh Lucy, con thú hoang dã được nuôi nấng và dạy dỗ như một con người thực thụ. Sẽ ra sao nếu mà chính bản thân con thú nghĩ rằng nó là một con người? Trong quá trình phát dục, nó thậm chí đã xảy ra ham muốn và muốn có con với một con người. Tuy nhiên, là một cái kết khá đáng buồn và đầy cay đắng cho tinh tinh Lucy. Vậy điều gì đã xảy ra? Hãy cùng mình tìm hiểu về thí nghiệm vô cùng oái ăm này. Theo đó thì Lucy là một con tinh tinh mang giới tính cái. Thế nhưng, khác với những đồng loại hoang dã của mình, kể từ khi chào đời vào năm 1964, cuộc sống của nó đã gắn liền với con người. Ngay sau khi được giải cứu khỏi một đoàn xiếc ở Florida, Lucy được đấu giá cho các học giả tại Viện Nghiên cứu Linh trưởng Oklahoma, Mỹ và trở thành đối tượng nghiên cứu trong rất nhiều báo cáo. Tuy nhiên, là phải đến khi được nhận nuôi bởi một nhà trị liệu tâm lý tên là Maury Tamerlane và vợ ông Jen thì cái tên tinh tinh Lucy mới được mọi người biết đến rộng rãi. Theo đó thì Lucy là đối tượng nghiên cứu của nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng cuối cùng, Tamerlane đã quyết định sẽ tìm hiểu xem liệu tinh tinh có thể tiếp thu các đặc điểm tính cách của loài người và hành động giống chúng ta hay không. Vì lý do này, cặp vợ chồng Tamerlane và Jen quyết định nuôi dạy Lucy giống như là một bé gái do chính mình hạ sinh. Cả hai thực sự rất là hứng thú với việc xác định quá trình phát triển của các loài linh trưởng trên góc độ tâm lý. Nhưng mặc dù chăm sóc cho Lucy rất là kỹ lưỡng, họ vẫn chẳng thể nào hiểu được chính xác là cô tinh tinh ấy nghĩ gì và thực sự muốn gì. Lucy đã quấn tã để khỏi phóng uế bừa bãi, được chơi đồ chơi để khuây khỏa lúc buồn, được ngủ trong một cái cũi như người thật. Khi lớn tới vài tuổi, cô tinh tinh nhỏ còn được dạy cách dùng dao nĩa khi ăn, nếm thử hương vị thức ăn vừa nấu chín và ngồi cùng bàn ăn với cha mẹ nuôi của mình. Thời gian dần trôi qua cũng là lúc Lucy dần thay đổi và trở nên sắc bén hơn. Nhìn theo một cách nào đó, Lucy đang dần trưởng thành, ít nhiều trở thành một con người, ít nhất là về mặt nhận thức sơ cấp. Cứ thế thì Lucy bắt đầu học cách ăn vận sao cho đẹp, với mũ mã và váy vóc. Thậm chí đôi lúc bố mẹ nuôi còn bắt gặp nó ngắm mình trong gương để làm điệu nữa. Những lúc rảnh rỗi, cô tinh tinh còn ngồi đọc tạp chí, sờ qua lật lại những trang giấy đầy hình ảnh. Mặc dù Lucy chắc chắn không biết chữ hay hiểu những hình ảnh kia có ý nghĩa gì, nhưng nó vẫn lấy đó làm vui và thong dong ngồi xem tạp chí cả buổi mà không hề biết chán. Khi đạt tới tầm tuổi teen, những hành vi bộc phát của tuổi mới lớn bắt đầu hiện hữu ngày càng rõ nét trên cô tinh tinh đặc biệt này. Lucy bắt đầu thích thưởng thức rượu gin và cứ rình khi không có người lớn theo dõi, nó sẽ chẳng ngần ngại mà uống thả cửa để rồi say xỉn nằm cong queo một chỗ. Ở nhà thì Lucy được bố mẹ nuôi giao cho chăm sóc một con mèo nhỏ. Nó thường xuyên chơi với mèo, thậm chí còn âu yếm nựng mèo như cách mà con người chúng ta vẫn làm. Chỉ khác là khi không có ai theo dõi, Lucy mới dở mặt, có lúc còn cắn tai chú mèo một cách đầy đáng thương. Đến lúc này thì gia đình Tamerlane mới thực sự cảm thấy lo lắng. Họ cuối cùng cũng hiểu ra rằng dù có được nuôi nấng y chang một con người đi chăng nữa thì bản chất Lucy vẫn là một con vật mà thôi. Vậy nên, có thể hành động đó của Lucy đối với con mèo là một bản năng bộc phát, điều mà bất cứ con thú nào có khả năng săn mồi đều muốn làm như vậy. Tuy vậy thì gia đình nhà Tamerlane vẫn không hề bỏ cuộc. Họ tiếp tục theo dõi Lucy nghiêm ngặt hơn và một thời gian sau khi tìm được người dạy ngôn ngữ ký hiệu cho cô con gái nuôi của mình. Nhờ cuộc sống dễ chịu trong xã hội hiện đại, khả năng ngôn ngữ của Lucy tiến bộ hơn những đồng loại của nó trong điều kiện nuôi nhốt rất là nhiều. Lucy đã học được tổng cộng là 250 ký hiệu và sử dụng chúng để giao tiếp với chính bố mẹ nuôi của mình. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh việc Lucy có thực sự hiểu ngôn ngữ có ý nghĩa gì hay không, hay những hành động của nó chỉ đơn giản là nhại lại hành vi của con người. Thế nhưng mà chúng ta có thể khẳng định chắc chắn một điều, Lucy rất biết cách thể hiện tình cảm, biết lắng nghe, chia sẻ với những người lân cận một cấp bậc cao hơn hẳn với những con tinh tinh hoang dã nói riêng và động vật nói chung. Nó thậm chí còn biết an ủi mẹ nuôi của mình khi nhận thấy cô Jen, Tamerlane đang buồn bằng những cái ôm hay những cái vuốt lưng âu yếm. Thời gian dần qua đi như một phần tất yếu của chuyện trưởng thành, Lucy cho thấy dấu hiệu ham muốn khi luôn dán mắt vào cuốn tạp chí Playgirl dành cho phụ nữ. Nó thậm chí đã coi con người là đối tác tiềm năng cho những mong muốn bộc phát của mình. Cũng dễ hiểu mà thôi, khi mà từ tấm bé, ngoài con người kề cận bên cạnh, Lucy chưa từng nhìn thấy những con tinh tinh đồng loại của mình. Nhận thấy điều này, gia đình Tamerlane quyết định để Lucy đi xem mắt để có dịp gặp gỡ đồng loại của mình. Tuy nhiên là cái buổi gặp mặt thực sự đã trở thành một thảm họa. Lucy sợ hãi tột cùng trước đồng loại tinh tinh của mình. Rõ ràng là nó đã quá quen thuộc với hình hài con người nên không thể tránh khỏi hoảng loạn khi giao tiếp với đồng loại. Cứ thế cuộc sống của Lucy dần tiến triển rất là xấu. Nó bắt đầu không nghe lời, trở nên hung dữ, thậm chí là còn xả giận bằng cách đập phá đồ đạc hay xé quần áo. Sự khác biệt giữa thành thị hiện đại và thiên nhiên hoang dã đã khiến một con vật như Lucy trở nên giận dữ và không thoải mái. Thậm chí Lucy còn từng nhiều lần sử dụng ngôn ngữ ký hiệu ra dấu cho bố mẹ nuôi của nó rằng nó cảm thấy đau. Ít lâu sau khi được 12 tuổi, con tinh tinh xuất hiện dấu hiệu trầm cảm khi chỉ ngồi lầm lì một chỗ và bỏ ăn liên tục. Gia đình Tamerlane lúc này buộc lòng phải đưa ra cách giải quyết dễ dàng nhất với họ.
trả Lucy về nơi hoang dã để nó có thể được sống cuộc sống bình thường như bao con tinh tinh khác. Vài ngày sau đó, Lucy được đưa tới trung tâm phục hồi tinh tinh ở Gambia. Tại đó, đã được chăm sóc bằng đôi tay tận tình của Janet Carter, một sinh viên mới tốt nghiệp khoa tâm lý học. Nhiệm vụ của sinh viên mới tốt nghiệp là ở lại đủ lâu cho những con thú quen được với cuộc sống mới. Nhưng mọi thứ đi khó hơn cô tưởng. Lucy đã sống với người gần như từ thời điểm lọt lòng, đã được lớn lên cùng con người và có lẽ nó đã nghĩ mình là một đứa trẻ như con người thực thụ nên rất khó để có thể thích nghi ngay với cuộc sống hoang dã. Cô Carter phải hướng dẫn nó đâu là đồ có thể ăn được, dẫn nó vào rừng để chỉ cho nó cách tìm đồ ăn và giao tiếp với những con tinh tinh khác. Đến năm 1985, biến cố xảy ra khi Jenny Carter bị con tinh tinh có tên là Dash tấn công, phải trốn xuống nước để bơi về nơi an toàn. Cô nhận ra mình đã mất đi vai vế đầu đàn ở trên hòn đảo tinh tinh, phải sớm rời đi để đảm bảo an toàn cho bản thân. Một năm sau đó, cô quay trở lại đảo với một vài món đồ cá nhân trước đây của Lucy. Nó và một nhóm tinh tinh nhỏ ùa ra chào mừng cô. Lucy ôm lấy Carter rồi trở lại đàn và quay đầu đi mất. Có lẽ là nó đã phần nào thích nghi được với cuộc sống nơi hoang dã của mình. Thế nhưng một năm sau, khi Carter một lần nữa tìm tới thăm Lucy, thì bàng hoàng phát hiện ra thi thể con tinh tinh xấu số nhiều khả năng đã bị săn trộm. Xương của Lucy thiếu mất một tay, đầu thì đã lìa thân, không thấy lông và da đâu cả. Đến cuối cùng, con tinh tinh đặc biệt nhất trong lịch sử loài người đã gặp phải một cái kết quá đỗi thê thảm.